Sáng 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngạc Văn Hiến 1995, trú tại xóm 8 Bờ, xóm Y Quy, huyện Y Hờ Leo, về tội giết người. Theo cáo trạng, tối 25 tháng 5, Ngạc Văn Hiến đến nhà một người quen ở xóm 11, xóm Cư Mốt, huyện Y Hờ Leo để nhậu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Lục Văn Tuấn 1984, trú tại xóm 11, xóm Cư Mốt, cùng với một người bạn nữa cũng đến nhậu. Trong lúc nhậu, mọi người có chơi tấn công bài với hình thức ai thua thì sẽ bị phạt uống rượu. Lúc này, giữa Hiến và anh Tuấn xảy ra mâu thuẫn vì Hiến cho rằng anh Tuấn tấn công bài thua nhưng không chịu uống rượu phạt. Thấy vậy mọi người vào can ngăn, sau đó cả hai kế tiếp uống rượu. Đến khoảng 1 giờ ngày 26 tháng 5, giữa Hiến và anh Tuấn kế tiếp cãi nhau về chuyện tấn công bài uống rượu phạt trước đó. Bực tức, Hiến ra sau nhà lấy một chiếc xà beng bằng kim loại tấn công vào đầu anh Tuấn làm anh Tuấn gục xuống tại chỗ. Ngay sau đó, anh Tuấn được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Theo hậu quả giám định, anh Tuấn bị yêu thương tích tỷ lệ 69%. Tại phiên tòa, bị cáo Hiến đã thừa nhận cục bộ hành vi tội tình của mình thích hợp với lời khai, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngạc Văn Hiến 12 năm tù về tội giết người.